Hello mọi người, cái gì vàng vàng đang bơi bơi đây mọi người ơi. Đúng thiệt là ông chồng của mình lắm chiêu nhiều trò ghê luôn á. Lâu lâu cái ẩm rinh về một con, mà con nào cũng bé xíu xiu, cưng ơi là cưng luôn. Thì hôm nay trình làng với mọi người một bé rùa albino tai đỏ. Đây là giống rùa tai đỏ đột biến, cho nên nó sẽ có màu vàng, kiểu như là màu bạch tạng á mọi người. Còn đôi mắt của nó thì sẽ là màu đỏ. Bé này thì đương nhiên là rùa nước rồi, và cũng là loài ăn thịt luôn nha. Nhưng mà bé cũng có thể ăn cả rau muống nữa. Lúc đầu ổng mua tôi tưởng nó to lắm, ai dè nó chỉ bự hơn cái nắp chai chút xíu à. Nhưng mà nhìn cái màu nó dưới ánh đèn cưng ghê luôn. Thả bả vô cái hồ rồi ta nói bả bơi khí thế luôn á. Rồi cái ông chồng mình á, ổng cũng đi kiếm cá con về cho ăn. Mà con cá nó như vậy nè, mà nó cũng chưa có ăn được luôn á mọi người. Thấy thương gì đâu, chắc là cũng đói bụng lắm á. Nhưng mà bơi bắt mấy con cá không có được, chắc do con cá hơi to một xíu so với nó ha. Vậy là phải đi kiếm con tôm sắt ra nhỏ nhỏ cho nó ăn rồi.